Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 3 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về tình hình giáo hội tại Việt Nam. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 21 đến câu 35. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Ông chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm. Họ liền đi thuật lại với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ, chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau luôn mãi. Và hành động tha thứ này phải thật lòng, chứ không phải bằng mặt mà không bằng lòng. Đó là đặc tính tha thứ của Kitô giáo. Do đó, việc tha thứ phải được thể hiện hết lòng, bởi vì chúng ta ý thức rằng chính chúng ta cũng được Thiên Chúa tha thứ. Như hàng ngày chúng ta vẫn đọc: Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Với ý nghĩ được Chúa thứ tha, chúng ta ý thức cách sâu xa về tình bao dung và thương xót của Thiên Chúa. Và từ đó,
ta cảm nghiệm được sự thúc đẩy ta tha thứ cho anh em mình. Thế nhưng, nói về tha thứ hay khuyên người khác tha thứ thì dễ. Nhưng thực hành về sự tha thứ mới khó biết bao. Có một câu chuyện kể rằng, liền sau Thế chiến thứ hai chấm dứt, Coritanbul với những vết sẹo trên thân thể, tàn tích của những khổ hình bà phải chịu trong trại tập trung Đức Quốc xã, đã đi khắp Âu Châu rao giảng sự tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình. Thế nhưng, vào một Chủ nhật nọ, sau khi kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho nhau trong một nhà thờ của thành phố Munich, bước ra ngoài, bà bất ngờ đối diện với một khuôn mặt quen thuộc. Đó là dung mạo của người lính đã hành hạ bà và hàng ngàn nữ tù nhân khác trong trại tập trung. Những tiếng than khóc, những cảnh tra tấn, rồi những tiếng kêu trả thù nổi dậy mạnh mẽ trong tâm trí bà. Lúc đó, người đàn ông tiến lại, khiêm tốn đưa tay ra, vừa muốn bắt tay bà vừa nói. Thưa bà, tôi rất cảm ơn những lời tốt đẹp của bà kêu gọi sự tha thứ. Xin bà tha thứ cho tôi. Bà Coritanbul như chết điếng người, vì trước đây bà đã cầu nguyện và quyết tha thứ thật sự. Nhưng giờ đây, đối diện với con người cụ thể đã tra tấn mình, bà đứng lặng im, tay không thể nào bắt tay người đến xin bà tha thứ. Sau này, vào năm 1971, khi kể lại biến cố ấy trong tập sách Nơi ẩn trốn, bà đã cho biết, trong giây phút thinh lặng đó, tôi đã cố gắng dâng lên Chúa lời nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấy con chưa thể tha thứ cho người đã hành khổ con. Xin Chúa hãy ban cho con những tâm tình của Chúa, để con có thể tha thứ như Chúa. Và chính trong lúc đó, bà đã hiểu rằng, con người chỉ có thể tha thứ cho nhau khi nhìn nhận tình yêu thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, quả thực, thực hành việc tha thứ không phải là chuyện đơn giản. Nhưng nếu chúng ta nhận ra thân phận tội lỗi của mình đối với Chúa, chúng ta sẽ làm được điều đó như người phụ nữ trong câu chuyện trên. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa, và luôn cần Chúa thứ tha những lỗi lầm cho chúng ta. Vì thế, chúng ta cần tha thứ cho nhau để đem lại bình an. Quả thực, trong đời sống chung, vì tính tình xung khắc, chúng ta dễ gây ra nhiều phiền toái, chia rẽ, đố kỵ, thù oán, vân vân. Nhưng nhờ sự tha thứ, đời sống chung sẽ lấy lại được hòa khí, bình an và hiệp nhất. Xin Chúa giúp chúng con cảm nhận được sự tha thứ của người dành cho chúng con. Và xin người giúp chúng con biết bắt chước người để làm điều đó đối với những ai làm tổn thương chúng con. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tha thứ cho con, không hề cơn án tội con bao. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Roma. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự thánh lễ tại nhà thờ hiệu tòa ở Ostia, Roma. Lúc 11 giờ rưỡi sáng, Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ hiệu tòa của ngài là giáo xứ Thánh Tôma ở Ostia, cách Roma 30 cây số. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Hồng y Phêrô có các giám mục và 50 linh mục Việt Nam, trước sự tham dự của 100 anh chị em liên tu sĩ Roma và giáo dân giáo xứ. Linh mục Stefano Chánh Sứ đã hân hoan chào mừng Đức Hồng Y, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ Việt Nam và nhấn mạnh tình hiệp thông giữa giáo hội Việt Nam và giáo xứ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phêrô. Cha Stefano cho biết, ngày xưa chính các cha xứ bầu Đức Giáo Hoàng. Vì thế nên mỗi Hồng Y được Đức Thánh Cha chỉ định một giáo xứ hiệu tòa như dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông với giáo hội Roma. Rồi cha xin Đức Hồng y Phêrô, các giám mục và cộng đoàn Việt Nam hãy coi giáo xứ như là nhà của mình. Đáp lời chào mừng của cha xứ Stefano, Đức Hồng y Phêrô nói, cách đây 2 năm 2 tháng, cha Stefano đã tổ chức thánh lễ nhận nhà thờ hiệu tòa cho ngài rất long trọng. Tuy không hiện diện, nhưng ngài luôn hướng lòng về giáo xứ và hiệp thông với giáo dân trong lời cầu nguyện. Giảng trong thánh lễ bằng hai tiếng Ý và Việt, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm kể lại biến cố Chúa Giêsu đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Đức cha Giuse nói, chúng ta thường quen với hình ảnh Chúa Giêsu mục tử là đấng nhân từ thương xót, nên hình ảnh ngài giận dữ đánh đuổi các con buôn chạy mất dép có thể gây ngạc nhiên. Nhưng lý do là vì con người đã lạm dụng và sử dụng Thiên Chúa như dịp để thủ lợi. Con người đã đánh mất đi tương quan đích thật với Thiên Chúa và biến ngài trở thành dịp trục lợi. Thiên Chúa chỉ là một lý thuyết trừu tượng, chứ không phải là một bản vị cần gặp gỡ kính yêu. Con người ngày nay biết Chúa nhưng không gặp Chúa. Các biệt phái và các kinh sư, các tiến sĩ luật biết Thiên Chúa nhưng không sống điều Chúa dạy. Vì thế, ngôn sứ Isaiah mới trách họ rằng, dân này chỉ thờ ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chia sẻ về việc biết Chúa khác với gặp Chúa như sau. Thế giới chúng ta ngày nay có quá nhiều lý thuyết về Thiên Chúa, nhưng không hiểu biết Thiên Chúa như một bản vị. Đây cũng là điều đang xảy ra trong giáo hội. Cần phải tái khám phá ra Thiên Chúa và gặp gỡ Ngài thực sự trong cuộc sống. Trong thánh lễ do Đức Hồng Y Phêrô cử hành nói trên, có nghi thức tuyên xưng đức tin và trao kinh tin kính cho anh Jean-Pierre, một tân tòng người Phi Châu, sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh tới đây. Sau thánh lễ, giáo xứ đã khoản đãi Đức Hồng Y và các giám mục và cộng đoàn Việt Nam vài món ăn Ý, cộng thêm với một số món ăn Việt Nam do các nữ tu mến thánh giá phát diệm chuẩn bị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương. Lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua,
Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay kể về việc Chúa Giêsu đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ Jerusalem. Hành động quyết liệt này được Chúa thực hiện vào dịp gần lễ vượt qua. Điều ấy gây ấn tượng mạnh mẽ trong dân chúng, đồng thời gây tức giận thù nghịch trong giới hữu trách tôn giáo và trong những kẻ cảm thấy bị đe dọa lợi ích kinh tế. Nhưng chúng ta cần giải thích thế nào về những điều này? Chắc chắn hành động của Chúa không phải là kiểu bạo lực để tác động lên những chính sách công, nhưng hành động của Chúa là hành động tiêu biểu của các bậc ngôn sứ. Các ngôn sứ thường lên tiếng tố giác khi người ta lạm dụng danh thánh Thiên Chúa. Câu hỏi được những kẻ chất vấn Chúa đặt ra là câu hỏi về thẩm quyền. Người Do Thái hỏi Chúa, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm những điều ấy? Điều đó có nghĩa là họ đòi hỏi Chúa Giêsu phải chứng minh cho thấy thực sự Chúa hành động nhân danh Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, để giải thích việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem, các môn đệ trích dẫn câu Thánh Vịnh 69, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Thánh Vịnh này diễn tả lời cầu xin trợ giúp trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm khi phải đối diện với những căm ghét của kẻ thù. Hoàn cảnh ấy rồi cũng sẽ đến với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Vì nhiệt tâm với Chúa Cha, vì nhiệt tâm lo việc nhà Cha mà Chúa sẽ bị treo trên thập giá. Sự nhiệt tâm của Chúa, tình yêu của Chúa là hy sinh chính bản thân mình. Thực sự, dấu lạ để Chúa chứng tỏ cho thấy thẩm quyền của Chúa chính là cái chết và sự phục sinh của Chúa. Chúa Giêsu đã nói, các ông cứ phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Thánh sử Tin Mừng viết thêm rằng, đền thờ mà Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể của người. Với cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, Chúa đã mở ra một sự thờ phượng mới, thờ phượng trong tình yêu mến, và đền thờ mới chính là thân thể của người. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc rằng, thái độ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng thôi thúc chúng ta sống cuộc đời này không phải là tìm kiếm lợi lộc riêng cho chúng ta, nhưng là tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa là đấng tình yêu. Chúng ta được mời gọi luôn khắc ghi và thực thi những lời mạnh mẽ của Chúa Giêsu hôm nay. Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Khắc ghi trong tâm khảm như thế sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những hiểm nguy trong tâm hồn, để tâm hồn chúng ta luôn là nơi Thiên Chúa ngự trị, để tâm hồn chúng ta thoát khỏi những toan tính tư lợi, để chúng ta có thể sống với tình yêu mến, với lòng quảng đại và tình huynh đệ. Lời dạy của Chúa luôn sống động và hữu hiệu, không chỉ cho cộng đoàn hội thánh, nhưng còn cho các cá nhân, cho các cộng đồng dân sự và cho cả xã hội nữa. Thực tế, luôn có những cám dỗ tận dụng những dịp thuận tiện để thu tích cho mình những tư lợi, ngay cả bất hợp pháp. Điều ấy thật là nguy hiểm trầm trọng, nhất là khi người ta lạm dụng chính Thiên Chúa, lạm dụng sự thờ phượng Thiên Chúa, lạm dụng những việc phục vụ nhà Chúa, lạm dụng danh thánh Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin rồi ban phép lành cho các tín hữu và chào thăm các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Tin Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Thụy Sĩ trong năm nay. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, ngày 21 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Geneva, Thụy Sĩ, để thăm trụ sở của Hội đồng Đại kết các giáo hội nhân kỷ niệm 70 năm thành lập của hội đồng này. Như thế, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ 3 viếng thăm Thụy Sĩ, sau Đức Phaolô thứ 6 và Đức Gioan Phaolô thứ 2. Sau đây là chi tiết các cuộc viếng thăm trước đây của hai giáo hoàng Phaolô thứ 6 và Gioan Phaolô thứ 2. Đức Phaolô thứ 6 thăm Thụy Sĩ vào ngày 10 tháng 6 năm 1969.
Trong cuộc viếng thăm này, Đức Phaolô thứ 6 chỉ thăm thành phố Geneva. Ngài đến trụ sở của Tổ chức Lao động Quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm và thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội. Đức Phaolô thứ 6 cũng gặp Hoàng đế Haile Selassie của Ethiopia. Vào cuối chuyến viếng thăm, Đức Phaolô thứ 6 đã phát biểu khi chào tạm biệt. Ngài nói rằng, lòng biết ơn đối với Hội đồng Đại kết các giáo hội cũng đã muốn dành cho chúng tôi sự tiếp đón trịnh trọng và làm cho chúng tôi cảm động. Lòng biết ơn đối với các con cái thân yêu các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ, với giáo quyền, các linh mục, tất cả những người mà Chúa quan phòng cho phép chúng ta gặp nhau trong ngày hôm nay. Lời cảm ơn từ tận đáy lòng đối với tất cả. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Một giáo hoàng đã có thể đến Geneva và có thể gặp gỡ cách thân tình với các lãnh đạo quốc tế, với các đại diện của các cộng đoàn tôn giáo ngoài Công giáo. Điều này thật sự đối với chúng tôi như là một trong những dấu chỉ của thời đại mà sự lạc quan Kitô giáo của vị tiền nhiệm không thể quên của chúng ta, nghĩa là Đức Gioan 23, đã biết khám phá cách tuyệt vời trong những biến đổi to lớn của thế giới hiện đại. Đức Gioan Phaolô thứ 2 đã thăm Thụy Sĩ 4 lần, 3 lần trong những năm 1980 và lần cuối vào năm 2004. Lần thứ nhất, ngày 15 tháng 6 năm 1982. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Gioan Phaolô thứ 2 chỉ thăm thành phố Geneva. Các sự kiện quan trọng lần này là thăm trụ sở của Tổ chức Lao động Quốc tế, sau đó là gặp gỡ với các tổ chức Công giáo quốc tế, Hội chữ thập đỏ quốc tế, Trung tâm của Tổ chức Châu Âu Nghiên cứu Hạt nhân và cuối cùng là thánh lễ tại dinh thự triển lãm. Lần thứ hai, từ ngày 12 đến 17 tháng 6 năm 1984. Trong lần viếng thăm này, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã thăm các thành phố Lugano, Fribourg, Aisden, Geneva và Sion. Ngài đã thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội và Trung tâm Chính thống của Tòa Thượng phụ Đại kết. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gặp gỡ các giáo sư Công giáo của phân khoa thần học của Đại học Coira, Lucerna và Fribourg, các đại diện của các cộng đồng Israel ở Thụy Sĩ, các đại sứ cạnh Liên bang Thụy Sĩ, Liên hiệp các giáo hội tin lành và cử hành thánh lễ trên thảm cỏ nhà San Nicola và cầu nguyện trước hình Đức Mẹ Esiden. Cuối cùng, ngài gặp Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, các kỹ thuật viên của các phương tiện truyền thông xã hội, các công nhân và người tị nạn nước ngoài. Lần thứ ba, vào ngày 8 tháng 9 năm 1985. Trong chuyến đi đến Liechtenstein, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã dừng lại tại thành phố Kloten của Thụy Sĩ. Và lần thứ tư, từ ngày 5 đến 6 tháng 6 năm 2004. Lần này, Đức Gioan Phaolô thứ hai thăm thành phố Bern, thủ đô Thụy Sĩ. Ngài đã gặp Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ tại phi trường quân sự Bayern. Sau đó, Đức Gioan Phaolô thứ hai gặp gỡ giới trẻ Công giáo Thụy Sĩ, cử hành thánh lễ, đọc kinh truyền tin và cuối cùng, ngài gặp Hội cựu vệ binh Thụy Sĩ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Thanh Phong trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, các đức giám mục Việt Nam đang thực hiện chuyến Ad Limina, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Nhân chuyến viếng thăm này, phóng viên hãng tin Giáo hội Á Châu đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, về tình hình của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, qua bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Trọng Đa. Cuộc trao đổi được bắt đầu như sau. Thưa Đức Tổng Giuse,
Năm nay, các ngài sẽ mừng kỷ niệm 30 năm ngày lễ phong thánh cho 117 vị tử đạo của Việt Nam do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chủ phong năm 1988. Vậy, các ngài sẽ mừng lễ này như thế nào ạ? Về việc mừng lễ này, chúng tôi sẽ đề nghị dân Chúa ở Việt Nam học hỏi kỹ hơn nữa lịch sử và linh đạo của các vị tử đạo. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc tụ tập đông người trong ba giáo tỉnh, phía Bắc ở giáo tỉnh Hà Nội, miền Trung ở giáo tỉnh Huế, nơi có đền thờ Đức Mẹ La Vang, địa điểm hành hương quan trọng nhất của Việt Nam, và cuối cùng là ở miền Nam, tại trung tâm Ba Rồng, thuộc giáo phận Mỹ Tho của giáo tỉnh Sài Gòn. Cả ba giáo tỉnh này, mỗi nơi có khoảng 10 giáo phận, sẽ quy tụ mọi người Công giáo cho dịp lễ. Vậy, khi nào mùa lễ kỷ niệm bắt đầu, thưa Đức Tổng? Đỉnh điểm sẽ là ngày 24 tháng 11. Ngày hôm đó, Giáo hội mừng lễ các thánh tử đạo của Việt Nam, Thánh Andre Dũng Lạc, Linh Mục và các bạn tử đạo của Ngài, bị giết chết trong khoảng năm 1745 đến năm 1862. Các lễ kỷ niệm đã bắt đầu và chúng sẽ kéo dài suốt cả năm. 10 linh mục trong số 117 vị tử đạo là các linh mục của Hội Thừa Sai Paris, thường gọi tắt là MEP. 11 vị khác là người Tây Ban Nha, số còn lại là người Việt Nam. Các vị được biết nhiều trong các lễ kính ở Việt Nam, nhưng chỉ có những người nghiên cứu sâu rộng tại các đại chủng viện biết các vị tốt hơn. Đức Tổng đã theo học tại Học viện Công giáo Paris, và tuần này, Đức Tổng sẽ được gọi là thành viên danh dự của Hội Thừa Sai Paris. Việc này gợi cho Đức Tổng điều gì ạ? Thuở đầu, Hội Thừa Sai Paris được thành lập để đi truyền giáo tại Việt Nam, theo đề nghị của cha Alexander Roth, một linh mục dòng tên do Tòa Thánh phái đi. Do đó, chúng tôi rất gần gũi với Hội Thừa Sai Paris. Hầu hết các giáo phận tại Việt Nam đã được thành lập bởi các thành viên của hội này. Kể từ đó, 1/4 trong số các nhà truyền giáo MEP đã được gửi đến Việt Nam. 1.057 cha MEP trong tổng số 4.309 cha đã được gửi đến Việt Nam kể từ thuở đầu của hội. Chỉ từ năm 1975, khi đất nước rơi vào tay chế độ Cộng sản, các nhà truyền giáo của hội phải rời khỏi đất nước, nhưng sự hợp tác vẫn tiếp tục. Hội tiếp tục cho các linh mục du học trú ngụ để học hành. Đến nay, có khoảng 15 đức giáo mục Việt Nam đã được đào tạo tại Paris. Việc đào tạo này mang tính đặc trưng nào cho Giáo hội Việt Nam, thưa Đức Tổng? Điều gây ấn tượng cho tôi nhất chính là tính nghiêm khắc trí thức. Có một sự nghiêm khắc thật sự trong lập luận. Theo cách suy nghĩ, việc học hành được đánh dấu bởi tinh thần suy nghĩ kiểu Descartes của Pháp, rất luận lý và hợp lý. Có vẻ như việc học tiếng Pháp có nguy cơ biến mất, phải không, thưa Đức Tổng? Đối với tôi, tiếng Pháp là một ngôn ngữ học hành và nghiên cứu, nhưng đối với thế hệ trẻ thì tiếng Anh phổ biến hơn, bởi vì đó là ngôn ngữ của kinh doanh và quan hệ quốc tế với các nước trong khu vực. Thái Lan, Singapore, Trung Quốc. Chỉ có những người học ở Pháp và thế hệ trước đã học tiếng Pháp mà thôi. Như vậy, các ngài là những người đối thoại đặc biệt cho Pháp, có phải không, thưa Đức Tổng? Tôi không biết chúng tôi đóng vai trò gì giữa Pháp và Việt Nam, nhưng tôi có ấn tượng rằng người Pháp rất vui khi tìm thấy nhiều người Việt Nam nói tiếng Pháp, đặc biệt là con cháu của các cựu binh sĩ Đông Dương trước đây. Tôi nghĩ rằng thật là tốt khi nhiều người Việt Nam tiếp tục nói tiếng Pháp. Điều này giúp thúc đẩy các quan hệ với các nước nói tiếng Pháp và nó mang lại một sự cân bằng nhất định cho các mối quan hệ quốc tế. Người ta có thể nói rằng chủ nghĩa vô thần đang tiến triển ở Việt Nam. Có đúng thế không, thưa Đức Tổng? Tôi nghĩ người ta phải hiểu từ ngữ vô thần theo các nghĩa khác nhau. Thí dụ, chủ nghĩa vô thần thuần túy không hiện hữu ở Việt Nam. Người Việt Nam nói chung, thậm chí cả người không Công giáo,
không tin vào Thượng Đế. Đây không nhất thiết là một Thiên Chúa Kinh Thánh hay của Kitô giáo, nhưng là một đấng thuộc về một thế giới tâm linh hay siêu nhiên. Rất ít người Việt Nam thực sự là người vô thần. Điều này cũng đúng trong giới trẻ. Thưa Đức Tổng, giáo hội ở Việt Nam đã tiến triển như thế nào trong các năm gần đây ạ? Về số lượng, giáo hội tại Việt Nam chưa phát triển hơn. Giáo hội này đi theo sự tiến hóa về nhân khẩu học của đất nước, và tỷ lệ người Công giáo không tiến triển hơn trước. Nhưng ngày nay, người Việt Nam có một hình ảnh tốt đẹp hơn về giáo hội. Sau một thời gian dài sống chung, người Cộng sản hiểu rõ hơn về giáo hội Công giáo. Lúc đầu, trong thời chiến tranh và dưới ảnh hưởng của ý thức hệ Marxist, họ đã xếp người Công giáo vào các nhóm chịu ảnh hưởng của thế lực nước ngoài. Nhưng ngày càng có các chứng tá của người Công giáo được tiếp nhận nhiều hơn. Tôi lạc quan về việc này. Thưa Đức Tổng, với sự phát triển của các thành phố, việc mục vụ phải thay đổi, phải không ạ? Vâng, đó cũng là vấn đề ở mọi nơi. Nhiều thanh niên đến làm việc ở các thành phố lớn và các trung tâm công nghiệp. Điều này đặt ra các vấn đề lớn cho việc chăm sóc mục vụ. Rất khó quản lý vì đôi khi nó là quá tải cho các cha xứ. Ngoài ra, các người trẻ tuổi đang bận rộn với công việc làm của họ và không có thời gian để đến nhà thờ, để chia sẻ các khoảnh khắc cộng đoàn. Tuy nhiên, giới trẻ tuổi Việt Nam không quay lưng lại với giáo hội, nhưng họ buộc phải thích nghi với cuộc sống hiện đại. Vậy, các dự án của các ngài cho giáo hội ở Việt Nam là gì ạ, thưa Đức Tổng? Trong một thời gian dài, người Việt Nam đã bị cắt đứt khỏi thế giới. Chúng tôi có rất ít quan hệ với thế giới Công giáo. Trong tương lai, cần tạo ra các cơ hội khác nhau để cho phép điều này diễn ra. Hơn nữa, sau một thời gian dài xung đột ý thức hệ và chiến tranh, giáo hội đã gần như bị hủy hoại. Chúng tôi cần phải nắm lại những gì chúng tôi đã mất. Trong thời gian ấy, tất cả mọi thứ đã bị đóng cửa. Các cơ sở đào tạo linh mục và tu sĩ, trường học Công giáo. Ngày nay, chính sách đã cởi mở hơn một chút, nhưng chúng tôi cần tự do nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục, bởi vì chúng tôi không có trường đại học, các phân khoa, các trường phổ thông, ngay cả nhân sự của giáo hội được ít đào tạo. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang gửi nhiều linh mục đi du học. Đức Tổng có lời nhắn cuối nào không ạ? Sứ điệp truyền thống của tôi là luôn hiện thực mỗi ngày. Tôi xin quý vị hãy cầu nguyện cho chúng tôi, cho một giáo hội đã gặp nhiều khó khăn và cần sự giúp đỡ của giáo hội Tâm giao. Chúng tôi mời tất cả những ai yêu mến giáo hội Việt Nam hãy đến gặp gỡ chúng tôi để chia sẻ tình bạn, lòng hiếu khách của chúng tôi, cũng như nhu cầu của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn cuộc phỏng vấn của phóng viên hãng tin Giáo hội Á Châu với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, về tình hình giáo hội tại Việt Nam nhân chuyến Ad Limina năm 2018 của Giám mục Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay hôm nay nằm trong bối cảnh của sự căng thẳng sau biến cố thanh tẩy đền thờ. Những người Do Thái và đặc biệt là giới chức đền thờ hẳn đã khá bực bội vì hành động của Đức Giêsu. Đang lúc ấy thì ông Nicodemo, một người Pha-ri-sêu thuộc nhóm thủ lãnh của người Do Thái, tìm đến với Đức Giêsu. Và thế là cuộc thuyết giáo của Đức Giêsu với ông Nicodemo bắt đầu. Nhưng cách mà tin mừng theo Thánh Gioan trình bày vượt qua cả cuộc đối thoại với ông Nicodemo. Nhân vật Nicodemo chỉ xuất hiện trong sách tin mừng theo Thánh Gioan. Ông là một người đã đến gặp Đức Giêsu ban đêm, như được thuật lại trong bài tin mừng hôm nay. Lần khác, ông xuất hiện để phản đối quyết định của giới chức Do Thái muốn bắt và giết Đức Giêsu. Lần sau cùng, sách tin mừng thuật lại, ông xuất hiện để làm công việc mai táng Đức Giêsu. Nicodemo chọn thời điểm để gặp gỡ là ban tối, có lẽ vì muốn tránh những xì xầm từ những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là một biểu tượng cho thấy ông là một trong số những người đang từ trong bóng tối tìm đến với ánh sáng. Nicodemo đến gặp Đức Giêsu để tìm hiểu nhiều hơn về người. Theo ông, hẳn Đức Giêsu phải là một người được Thiên Chúa sai đến. Ông nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Trước hết, Đức Giêsu đã giúp ông Nicodemo hiểu về ơn tái sinh trong Thánh Thần. Kế đó, người giúp ông hiểu về tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người. Đức Giêsu nhắc lại câu chuyện ngày xưa về con rắn đồng trong sa mạc, như được thuật lại trong sách Xuất Hành. Vì muốn cứu chuộc dân Israel, Thiên Chúa đã đưa họ ra khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Nhưng họ đã chẳng nhớ ơn Ngài. Trái lại, họ đã nhiều lần phản bội, đến nỗi định nổi loạn giết cả ông Môsê, vị thủ lãnh của họ. Và thế là, Thiên Chúa đã để cho rắn lửa ra cắn họ. Khi đó, họ mới sợ hãi và nài xin ông Môsê xin Chúa chữa lành. Thiên Chúa đã chỉ cho ông Môsê làm một con rắn bằng đồng, treo lên một cây cột, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó thì được cứu chữa. Có khi nào chúng ta đặt vấn đề về sức mạnh chữa lành của con rắn đồng từ đâu không? Tự nó, con rắn đồng không có khả năng cứu chữa. Nhưng chính việc sám hối và tin vào lời của Thiên Chúa mà họ được chữa lành. Như vậy, sức mạnh chữa lành khởi đi từ việc họ tin và vâng phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Qua câu chuyện con rắn đồng, Đức Giêsu kết luận: Như ông Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy,
để tất cả những ai tin ở người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Đây được xem là một lời tiên tri về việc Đức Giê-xu sẽ phải bị treo lên, để những ai nhìn lên người mà tin thì sẽ được giải thoát. Đức Giê-xu dẫn giải: Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Nghĩa là Thiên Chúa chỉ biết thương, chỉ muốn cứu, chứ không muốn lên án hay trừng phạt con người. Nhưng để giáo dục hướng dẫn con người, Thiên Chúa miễn cưỡng phải dùng một vài hình phạt, nhưng chính Ngài vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho họ. Thiên Chúa luôn chờ đợi con người, chỉ cần con người sám hối và tìm đến Ngài là Ngài sẽ lại tha thứ và tiếp tục yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay dường như cố tình lờ đi cuộc đối thoại của Đức Giê-xu với ông Nicodemo để hướng giáo huấn của Đức Giê-xu đến với mỗi người chúng ta. Đức Giê-xu nói rằng, sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng. Quả thế, những ai làm điều dối trá thì không bao giờ muốn bị phanh phui, không bao giờ muốn minh bạch. Trái lại, luôn tìm cách để ém nhẹm vấn đề, né tránh sự thật. Nhưng ơn cứu độ của Đức Giê-xu đem đến chính là sự sáng. Ánh sáng tự nó có sức mạnh để đẩy lùi bóng tối. Như lời Đức Giê-xu đã nói, những ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ. Cuộc đời của con người luôn là một sự thách đố. Chúng ta luôn bị giằng co, chọn bên này hay chọn bên kia, chọn ánh sáng hay chọn bóng tối, chọn làm ăn chân chính hay chọn lối sống giả hình gian dối. Quả thật, lựa chọn của con cái thế gian thì khác với lựa chọn của con cái Thiên Chúa. Như Đức Giê-xu đã khẳng định, thế gian ghét ánh sáng và ưa chuộng bóng tối. Đó chính là thảm kịch mà xã hội chúng ta ngày nay đang lâm phải. Người ta ghét minh bạch, người ta không muốn bị thanh tra, hoặc nếu có thanh tra thì họ sẽ tìm cách để được báo cho biết trước. Thiên Chúa không tạo ra hỏa ngục, nhưng chính tội nhân đã tự tạo ra ngục tù để tự nhốt mình lại trong đó, vì họ không muốn và không thể đến gần ánh sáng, nên sẽ tìm đến với bóng tối và sẽ mãi mãi ở trong vòng luẩn quẩn của dối trá. Đó chính là ngục tù, là hỏa ngục cho họ. Ngược lại, những ai có đức tin sống động, tin tưởng vào Thiên Chúa cứu độ, họ là những người có cuộc sống lương thiện, yêu mến anh chị em mình. Họ sẽ luôn có nụ cười trên khuôn mặt, luôn thanh thản vui tươi, luôn an bình và hạnh phúc. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương dân Do Thái ngày xưa, nhận ra lỗi lầm, biết hối lỗi và quy phục Thiên Chúa để được chữa lành, và nhất là biết tin tưởng mà nhìn lên Đức Giê-xu trên thập giá để được hưởng ơn cứu độ từ cái chết và phục sinh của Ngài. Amen. Mỗi khi đêm về, con luôn thao thức, Chúa thương con hoài, mà sao con không thấy để đền đáp hồng ân? Sống trong ân tình, ân thiên gian chưa biết bao lỗi lầm, mà sao con không thấy
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Bao nhiêu năm qua, con là một nhánh cây khô, không đâm chồi như bao cội cành, chỉ là một nhánh vô duyên. Bao nhiêu năm qua, con là tảng đã băng trôi, vô tâm giữa đời giá lạnh với người chung quanh đời mình. Xin cho con, Chúa ơi, trái tim hiền hòa, để từ nay con luôn sống biết vì tha. Và lạy Chúa, xin ban cho con trái tim mặn mà, để con nên men sữa đời, nên muối. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có vị tăng ni kia không hiểu gì về Phật Pháp cả, nhưng muốn đánh lừa tín đồ nên tự xưng là U Tịch Đại Sư. Để dễ dàng gạt người xung quanh, ông ta có mướn hai tên sư có tài ngôn ngữ để trả lời hộ ông ta. Phần mình thì cứ im lặng mãi cho đúng với danh xưng. Ngày kia, hai tên sự bề lũ của ông ta đi vắng. Có một tăng lữ phương xa đến viếng. Tăng lữ hỏi, thưa đại sư, thế nào là Phật?
Không biết trả lời làm sao, ông ta hốt hoảng nhìn giáo giác bốn bên để tìm hai tên đồng lõa, nhưng không thấy. Tăng Lữ hỏi tiếp, thưa đại sư, thế nào là pháp? Ông ta ngước mặt lên trời, rồi lại cúi xuống nhìn đất, van vái trời đất gỡ nạn cho ông. Tăng Lữ lại hỏi nữa, thế nào là tăng? Bấy giờ ông bí quá, nhắm nghiền đôi mắt lại. Tăng Lữ lại hỏi, thế nào là hỷ xả? Quá tuyệt vọng, ông ta mở rộng hai cánh tay ra dấu đầu hàng. Tăng Lữ sung sướng ra về. Dọc đường gặp hai tên đồng lõa của ông sư biệt bợm nọ. Tăng Lữ không ngớt lời ca tụng vị ưu tịch đại sư rằng, tôi hỏi ngài, Phật là gì? Thì ngài nhìn tám phương tứ hướng để nói rằng Phật ở khắp nơi, không có nơi nào là không có Phật. Tôi hỏi, pháp là gì? Thì ngài nhìn lên trên cao dưới thấp, ý ngài nói, chân lý của Phật pháp là tất cả, không phân biệt cao thấp, thanh trọc. Để trả lời câu hỏi, tăng là gì? Thì ngài chỉ nhắm mắt lại để nói cho tôi biết rằng, kẻ nào nhắm mắt và ngủ một giấc say trong những chỗ thâm sơn cùng cốc là một bậc đại sư tăng. Rốt cùng, để trả lời cho câu hỏi chót của tôi, thế nào là hỷ xả, thì ngài mở rộng cánh tay để chỉ cho tôi biết, đó là ân huệ ban bố cho cả mọi người biết tìm con đường sống. Thật là một vị đại sư sáng suốt và lời giáo huấn của ngài thật là vô cùng sâu thẳm. Quý vị và các bạn thân mến, với lòng tin tưởng, với sự ngưỡng mộ sẵn có đối với danh tiếng của vị ưu tịch đại sư, nên mọi hành vi, cử chỉ của vị đại sư lừa bịp nọ đã được vị tăng lữ hiểu và diễn đạt theo nhãn giới và suy nghĩ rất chủ quan của mình. Cứ thử đặt một giả thuyết là, nếu vị ưu tịch đại sư đã không thành công trong việc che đậy sự ngu dốt về Phật pháp, lòng tin của vị tăng lữ không bị đánh lừa bởi danh tiếng ảo mà ông ta đã cùng với hai tên bề lũ tạo ra, thì liệu những cử chỉ của ông ta có mang ý nghĩa cao siêu như vị tăng lữ đã giải thích hay không? Do vậy, một sự việc xảy ra mang ý nghĩa thế nào, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhìn, cái nghĩ của chúng ta nhiều hơn là bản chất thật sự của chúng. Chúng ta tin sao thì nó là vậy. Trong việc làm chứng tá tin mừng trong thời buổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc nhở rất rõ trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 như sau. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng, chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kín múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nó được người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Lạy Chúa, với tâm tình thống hối của mùa chay, chúng con cúi xin Chúa thứ tha vì những lần chúng con đã để cho những ý đồ riêng tư xâm chiếm mục đích và ý nghĩa đích thực của công cuộc rao truyền lời Chúa, khiến cho tin mừng không triển nở được trong lòng người nghe và nhất là gây tình trạng nhiễu loạn thông tin, hiểu lầm, mất sự hiệp thông, gây chia rẽ. Xin cho chúng con biết nhìn nhận bản chất của mọi sự việc xảy ra trên cuộc đời này bằng con mắt đức tin.
Điều này càng đặc biệt cần thiết trong thời đại mà con người đang chịu sức ảnh hưởng rất lớn của các phương tiện truyền thông đại chúng. Amen. Con tim hoang vu chai ly lạnh giá tôi ơi, thương cho đời con tim tật nguyền, chỉ là sỏi đá vô tâm. Con tim khô khan vô tình bạc trắng như vôi, con tim xa rời với đời với người, con tim mù loà. Xin cho con Chúa ơi trái tim hiền hòa, để từ nay con luôn sống biết vì tha. Và lạy Chúa xin ban cho con trái tim mặn mà, nên men xưa đời, nên muối yêu thương. Cho con Chúa. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.